Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật đã đưa ra hai phương án. Phương án nào cũng có ưu điểm và hạn chế. Và việc nghiêng về phương án nào vẫn chưa ngã ngũ bởi chưa có phương án tối ưu để giải quyết băn khoăn lo lắng của người lao động, không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Trên 50% ý kiến đại biểu phát biểu tại hội trường cho rằng phương án 1 được thiết kế hợp lý, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế. Phương án này quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm người lao động và khắc phục được tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần của thời gian qua, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp người lao động thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu và góp phần ổn định cuộc sống khi về già. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đại biểu lại nghiêng về phương án 2 khi cho rằng phương án này linh hoạt, sẽ giữ chân người lao động tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm. Phương án này mặc dù không chấm dứt tình trạng rút bảo hiểm một lần, nhưng đảm bảo quyền lựa chọn của người tham gia bảo hiểm xã hội, quy định được rút bảo hiểm xã hội không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tử tuất trước mắt sẽ làm giảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng về lâu dài thì người lao động sẽ được đảm bảo về an sinh xã hội tối thiểu khi về già. Phương án này cũng sẽ giữ chân người tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài và tiến tới chăm lo an sinh xã hội cho người lao động khi hết tuổi lao động. Một số đại biểu thì đề nghị cần xây dựng phương án mới kết hợp phương án 1 và 2, đó là người lao động có quyền rút bảo hiểm một lần đối với khoản đóng trực tiếp 8% theo thời gian thực đóng, đảm bảo nguyên tắc có đóng có hưởng. Người lao động chỉ đóng trực tiếp 8%, còn 14% là do người sử dụng lao động đóng. 14% xem như là nguồn đóng góp để người lao động nhằm bảo vệ, đảm bảo cho hưu trí sau này, và người lao động chỉ được hưởng khoản này đủ điều kiện khi được chế độ trợ cấp hưu trí. Bởi vì việc cho phép người lao động rút bảo hiểm một lần như trong thời gian qua, cả hai khoản đóng trên tạo tâm lý là muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để hưởng thêm 14% mà họ không trực tiếp đóng. Luôn thấy có lợi, trong khi mục tiêu của chúng ta là nhằm đảm bảo an sinh xã hội nên là cần hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo cho chế độ hưu trí. Đại biểu cho rằng nếu chưa có phương án tối ưu thì nên giữ nguyên như quy định hiện hành để tránh sự xáo trộn xã hội và cho người lao động được lựa chọn.